Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Chim Ưng Vlog nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để giới thiệu những chú chim đáng yêu của mình. Hôm nay mình đi với nhập về một đôi chim khuyên rất là đẹp các bạn nhé. Đó, mình nghĩ là nó nhát cơ các bạn ạ. Đó, nhưng mà nó lại lại mình cảm thấy là rất là thuần các bạn nhé. À, vừa mình vừa cho ăn sâu các bạn đó. Đó, mình chưa có chuối cho nó ăn nhé. Mình nhập đôi chim khuyên này về các bạn ạ. Thì rất là may mắn, một con chim này của mình nó chơi rất là đẹp luôn các bạn nhé. Ngày đầu tiên mình nhập về nó đã thể hiện cái tố chất của nó rồi các bạn ạ. Đó. Mà là mình thì sợ nó dính vào mái, nhưng mà nó níu chuyện vậy là nó là chim trống các bạn nhé. Ờ, còn con này thì chưa chưa níu này các bạn này, con này thì chưa níu, mình chưa biết nó là trống hay mái, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình chọn đấy thì cái con chim này là con chim trống các bạn nhé. Đó, nhưng mà mình để mà phân biệt ngoại hình thì mình rất là khó đối với người thì chuyên nghiệp cơ, nhưng mình thì chưa chuyên nghiệp lắm, nhưng mà nó hót chuyện rồi thì nó níu rồi thì nó là chim trống các bạn nhé. Hai con chim này của mình bắt thì tại vì nhìn nó nhanh nhẹn, nó khỏe mạnh, nhưng mà nó cụt đuôi các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn chọn, may mắn là mình chắc chắn mình được một con chim này các bạn nhé. Đó, đây là mới nhập đội của mình. Đầu tiên là mình có hai con chim vành khuyên mới nhập đội về ngày hôm nay các bạn nhé. Tiếp đến đó là một cặp chim chích chòe trống mái, mới đút lên, chưa thay lông báo các bạn ạ. Đó, nhưng mà mình sẽ phân biệt theo 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 kinh nghiệm các bạn ạ. Mình cũng nuôi chim chích chòe trống mái, chim non nó đút lên nhiều rồi nên mình có thể phân biệt được chích chòe trống mái khi chưa thay lông báo các bạn nhé, chuẩn xác đến 99% đấy. Đó, và đây là cũng là một con chim chích chòe trống của mình các bạn nhé. Con này thì dữ hơn các bạn ạ, con này thì hót tôi chắc là xòe không xòe đâu các bạn nhé. Không biết là sau này thể hiện thái độ như thế nào thì mình không 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 nắm rõ. Ở đây là một em trống, và đây là một em khiếu má của mình nữa các bạn. Mình đang tuyển cho em một em chim trống, nhưng mà mình chưa có thời gian điều kiện các bạn nhé. Họ em này đang thay lông rất là nhiều rồi các bạn ạ. Em này em hót chuyện rất là hay luôn các bạn ạ. Hót mình cứ lắc lư đi nhé các bạn nhé. Đó, để mà thuần chim khuyên với lại trong các loại chim đấy thì mình thích nhất là thuần chim khuyên với chim khiếu, nó dễ thuần các bạn ạ. Còn các bạn như thế nào không biết, riêng chim khuyên thì chỉ cần để mà thuần thì cần nuôi lâu nó không thuần các bạn nhé. Đó, bây giờ mình thử ví dụ nhé. Ngày đầu tiên về đây nó nhảy ác lắm đấy, nhưng mà các bạn nhìn này. Đó, mình xách xách tay nó nhảy rất là nhẹ thôi các bạn nhé. Đấy. Đó, nó không hoảng đâu các bạn nhé. Mà con này con níu nhiều lắm các bạn ạ. Nó là một con chim bánh tẻ các bạn ạ, chắc chim của vụ năm nay, chim non. Anh em này, này. Mình xách nóng lên này, cũng nhảy rất là nhẹ. Đấy. Giới thiệu một cảnh tổng quan của mình thì có hai em chim khuyên, hai em chích chòe, một em khiếu mái và một em chim chích chòe. Đó. Còn em này của mình thì là hót xòe các bạn nhé. Đó. Em trong trong lồng là hót xòe các bạn ạ. Hót. Đó. Mình thì chờ nó thay lông báo thôi, nhưng mà nó hơi lâu các bạn nhé. Hãy quay cận cảnh một em trống má cho các bạn xem. Thường thường thì mình sẽ làm một clip tối này, còn em này thì nhát lắm các bạn. Em này thì thuần đét đẹp. Bây giờ mình sẽ đi bắt sâu thuần cho chúng ăn các bạn nhé. Mình sẽ thuần bằng sâu dế các bạn ạ. Dế của mình hết rồi. Đó. Cái hết thì mình lại mua để mình thuần dế này. Dế thì còn một hai con các bạn ạ. Việc đầu tiên là mình sẽ
Cho em chim chim nhác của mình ăn trước các bạn nhé. À, em khiếu em đã ra em trông em chờ rồi các bạn ạ. Thường thường thì mình sẽ thuần hóa chúng. Em chim này chưa quen thì đôi khi hơi hơi nhảy, nhưng mà em mới níu chuyện thì thôi thôi đúng không các bạn. Đấy, mình còn về mình còn chưa kịp làm cái cầu cho em nữa, và mình cũng mua luôn hai cái lồng này để nhốt hai con chim này vào các bạn nhé. Đó. Ừ. Chim trống nha. Em này thì hơi hoảng. Đó, mình sẽ làm clip về hai em chim khuyên này nhiều hơn nữa các bạn nhé. Đó. Nếu các bạn mà muốn ngày đầu tiên về thì các bạn tốt nhất là đừng nên động mà chạm vào nó. Các bạn phủ kín áo lồng nhưng mà mình không có áo lồng. Đấy, bắt vào tầm khoảng tầm đến tuần thì có khi là thuần rồi, chim khuyên cực kỳ dễ thuần các bạn nhé. Chim khuyên cực kỳ dễ thuần đấy. Ngày đầu tiên này là còn nhảy nhảy nhẹ vậy thì chỉ mua thời gian là nó được các bạn ạ. Mình sẽ mua một thêm một cái lồng bẫy nữa, mình sẽ đi bẫy chim khuyên các bạn nhé. Đó. Em này của mình lông màu rất là đẹp các bạn nhé, màu vàng. Em này thì màu hơi xanh xanh. Đó. Đó, em chim chích chòe của mình nhảy xuống nó ăn này. Chim khiếu của mình ngu lắm, hay đánh rơi lắm, và cũng khôn nó đánh rơi nhiều rồi giờ bỏ vào trong cống các bạn ạ. À. Giới thiệu cho các bạn xem đây là hai con em chim khuyên của mình đang nhát. Hay các bạn thuần hóa nó thì các bạn cứ để nó ở dưới đất đấy các bạn, cạnh chỗ người qua lại dần dần nó sẽ quen các bạn nhé. Ở đây là toàn cảnh chỗ chăm mới của mình nha các bạn ạ. À. Em kinh chim khiếu của mình nó đi mổ cái gì các bạn ạ. Hmm.